xin chào mọi người nha. Đây, tiếp tục sáng sớm mình sẽ gửi hàng cho anh em nha. Đây, mình đã cậu xong sáng sáng sớm này, mình cậu tại vì gửi nhà xe nha. Đây, chuẩn bị vươn qua nhà xe. Cậu hơi 2,5 tấn nha mọi người. Đó là hợp lấy cậu trực tiếp nhé, gửi chung cho anh em luôn. Đây, đây là cậu hơi cậu điên nha mọi người. Cậu nguyên luôn. Ok. Đấy, đây mọi người tham khảo nhé. Tí nữa nhà xe tới là mình sẽ gửi cho anh em, yên tâm nhé. Cậu còn điên nha, cậu còn chạy ngon nha mọi người. Đây là cậu ba lăng luôn. Ok mọi người, đây còn ba cái cầu nha mọi người. Rồi. Ok, hello, xin chào mọi người nhé. Đây tiếp tục về phụ kiện đồ lắp ráp nha mọi người. Bên mình có bản đầy đủ luôn phụ kiện lắp ráp nha mọi người. Nhiều anh em nó mua thì anh em chưa biết về mua bộ bốt là như thế nào. Nhiều nơi bán thì chỉ có về bốt với lại bơm, rồi bánh lái, rồi dầu thế lực, rồi một cái đầu routine thôi là đầy đủ cả bộ. Nhưng mà bên mình bán là đầy đủ cả phụ kiện lắp ráp nha mọi người, nên nhớ nhá. Đầy đủ cả phụ kiện lắp ráp nha mọi người. Chứ anh em mà khu vực cũng sâu cũng xa mua là khó khăn mà đi tìm lại đồ lặt vặt như thế này nữa. Bây giờ bên mình sẽ bán đầy đủ. Đây cỡ cái đi nè. Sẽ bán sẵn đầy đủ luôn mọi người nhé, cả phụ kiện lắp ráp nhé. Mọi người nên mua là chỉ có về ráp thôi, anh em yên tâm mà mua về hàng bên mình nhé. Ok, đây đầu tiên là nhờ anh em sẽ gỡ cái phần đầu tiên là mình sẽ nói qua cho mọi người nè, bao gồm bộ là một bánh lái và một ruột dây ga dây côn với lại ba chai nhớt và đầu bắt trục vô lăng này, còn bô ly là ống thể lực, rồi bát bót, rồi đầu routine nhé mọi người, đầu routine với là bi, đây là bi gắn vào bánh lái. Ok, đây là dây ga dây côn nhé. Đây là đầu lắc lắc là xo côn rồi xo ga. Đây là xo côn rồi xo ga nha mọi người, rồi ốc bát bót, rồi bánh lê dây ga dây côn, rồi ốc bát bơm, rồi routine đầu khóa dây ga dây côn nha mọi người. Đủ hết. Ok mọi người, đây là bao gồm cả bộ tròn gói nha. Khách anh em nào mà xa gần cái nhu cầu mua thì cứ alo bên này. Đây nhờ thằng em sẽ gọi vào bảo luôn. Đây, bơm bỏ bơm vào. Ok bơm. Rồi cái bát lấy bát này, bỏ bát trước. Ok, rồi thì vào rồi mình sẽ bao bọc một cái bảo lên nha mọi người. Bơm rồi xem. Rồi ok, rồi bánh lái kia đó, nhét vô bao luôn đây mọi người nhé. Gói hàng cho anh em rất là gọn gàng. Rồi lấy dây ống. Rồi bỏ cái nào cũng được. Được đâu. Rồi, okay. Ống dài. Bô ly. Rồi nhét đó. Nhét vào trong bô ly. Đây, bi với là đầu routine. Đó. Rồi ba chai nhớt. Ok rồi đầy đủ là trong gọi là đã đầy đủ bao nhiêu mọi người.